pháo tay chào đón nữ ca sĩ Như Quỳnh. Cháu xin cảm ơn chú Ngạn, xin cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Những tràng pháo tay của quý vị đã làm cho Như Quỳnh lên tinh thần rất nhiều, vượt qua những nỗi đau, và người nghệ sĩ đương nhiên phải mang đến tiếng cười và giọng hát đến cho tất cả mọi người. Điều đó là tâm niệm của một người nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Xin cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị. Bởi vì quá run cho nên Như Quỳnh đành nhờ người em trai không của có Như nhờ Quỳnh. Quang Lê chỉ đứng đây thôi và nghe Như Quỳnh hát, rồi Quang Lê sẽ thể hiện điều này, khán giả sẽ rất là bất ngờ. Bây giờ chị cứ hát đi, em thể hiện điều này. Không, em đừng nói là em nhảy nha. Không, em làm những cái điều gì mà em tin rằng nếu em làm điều này khán giả sẽ vui lắm ấy. Bây giờ thì chị sẽ chọn một bài này. Anh Thi ơi, cái này là ngoài ý muốn nha anh Thi nha. Ban nhạc cho Bolero chậm Đồ Thứ anh nhé. Đồ Thứ. Đúng được rồi. Không Quang Lê? Bài này thì có lẽ là thường thường là Như Quỳnh hát chung với một người cũng rất là quen thuộc, nhưng mà ít khi nào được hát chung với Quang Lê lắm. Ngoại trừ bài Áo Hoa trên Ảo Hoa. Ảo Hoa. Nè, hai chị em mình là có duyên lắm ấy. Vừa là hát chung một bài, vừa ngồi chung một ghế giám khảo. Không phải ngồi ghế giám khảo nhưng mà khác đội thôi, cũng kinh khủng lắm đấy. Nhưng mà Như Quỳnh hiền quá, em ngồi với chị Như Quỳnh em không giữ được, tại muốn dành cái điều gì đó mà thấy chị Như là hoa hậu Bolero rồi thôi, em ngồi yên vậy đó, chọn ai chọn. Quý vị thấy Quang Lê rất là lanh lợi phải không mà, Như Quỳnh nói không có lại đâu. Thôi bây giờ thay thế cho những lời cảm ơn thì bây giờ Như Quỳnh và Quang Lê xin gửi đến quý vị với một sáng tác của Mạc Thế Nhân, ca khúc được mang tên Cho Vừa Lòng Như. Quý vị vỗ tay lớn cho hai chị em được không ạ? Xin cảm ơn tất cả quý vị. Oh.
tôi thế tôi chẳng vì người ta cứ phụ tôi hỏi. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Chẳng còn chi nữa nữa. Yêu đương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu. Còn có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết. Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Đi luôn á. Cảm ơn quý vị thật nhiều, làm sao mà nỡ đi luôn. Hôm nay là chiều lòng như Quỳnh lắm đó. Quý vị cứ biết là thú thật luôn á. Quang Lê chưa bao giờ hát bài này bao giờ luôn á. Có hát đúng một lần trên video thôi, chứ chưa bao giờ em ra ngoài. Mà hôm nay là hát với người người mà mình rất là trân quý bao nhiêu năm nay. Hôm nay là cái điều này là cũng có tâm sự với chị Như và tâm sự với mọi người, và cũng tâm sự với Trung tâm Thuyết Nga bà chủ luôn. Như Quỳnh là đối với Quang Lê là một người con gái tài sắc vẹn toàn. Và ngày Quang Lê mà 12 tuổi đó, là lúc đó là xin ba mẹ tiền mua mấy cái CD của Như Quỳnh. Thì đến bây giờ trong lòng Quang Lê, Như Quỳnh là một thần tượng trong lòng Quang Lê luôn luôn là như thế. Cảm ơn Quang Lê, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Nói như vậy là có nghĩa là Quang Lê cũng có ý đằng sau đó, có nghĩa là Như Quỳnh thành lão ba ba rồi. Tại vì lúc đó là Quang Lê thú nhận là 12 tuổi đã mua CD. Thì như vậy là quý vị nghĩ rằng tuổi đời của Như Quỳnh và Quang Lê đã khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Không có đâu, Như Quỳnh lớn hơn Lê có 7 tuổi à. Tại vì năm Quang Lê 12 tuổi là năm đó là Như Quỳnh 17 tuổi, 19 tuổi rồi. Đó, thì thôi bây giờ là... Quang Lê chúc chị lúc nào cũng xinh đẹp như thế này, lúc nào cũng hát như thế này.